Vua cá coi thắng Ngô ném nhẫn cưới sau khi chia tay Hà Thanh Xuân, phải chăng do Quan Lê tác động? Động thái mới của chồng cũ Hà Thanh Xuân, vua cá coi thắng Ngô gây chú ý. Vào tháng 9 năm 2023, ca sĩ Hà Thanh Xuân đã chính thức lên tiếng xác nhận chuyện đường ai nấy đi với vua cá coi thắng Ngô. Hà Thanh Xuân từng cho biết cô và vua cá coi thắng Ngô chưa từng đăng ký kết hôn nên việc chia tay cũng nhẹ nhàng. Kể từ đó đến nay, trong khi Hà Thanh Xuân tập trung cho việc ca hát thì thắng Ngô lại chọn cuộc sống kín tiếng. Vua cá coi thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân chia tay trong êm đẹp. Hậu thông báo chia tay, vua cá coi thắng Ngô vẫn đeo nhẫn cưới ở ngón áp út. Nhưng cách đây ít phút, nam doanh nhân bất ngờ đăng clip thả nhẫn cưới xuống nước và viết: "Số phận con người vốn dĩ không ai giống ai. Chính vì vậy nhiều người đi vào con đường tăm tối vì họ không có sự lựa chọn, đó là cách duy nhất để họ có thể thay đổi số phận. Nhưng cũng có nhiều người đi vào con đường tăm tối, chỉ đơn giản đó là sự lựa chọn. Nhẹ lòng." Bên cạnh đó, thắng Ngô còn đính kèm cảm xúc đang cảm thấy tự do và cập nhật trạng thái đã ly hôn trên trang cá nhân. Động thái cạn tình của chồng cũ nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân khiến nhiều người đặt câu hỏi có phải vì chia sẻ của Quan Lê trước đó. Gần đây, Quan Lê có chia sẻ: "Chuyện tôi và Hà Thanh Xuân quen nhau, đồng nghiệp thì hiểu cho nhau nhưng ông xã của Xuân chưa chắc đã hiểu vì anh ấy không làm trong showbiz. Chưa kể, gia đình chồng của Hà Thanh Xuân càng khó khăn, không hiểu. Nghệ sĩ khi lập gia đình thì chồng và gia đình chồng phải biết thấu hiểu. Như vậy mới giữ hạnh phúc bền lâu được. Mai Thiên Vân đi với tôi cả ngày cả đêm, 12 giờ đêm cũng đi nhưng chồng Mai Thiên Vân cũng đâu nói gì. 12 giờ đêm tôi lái xe qua nhà Mai Thiên Vân, Mai Thiên Vân bảo tôi tắt đèn xe đi rồi chạy từ trên lầu xuống, cùng tôi đi ra tận biển. Đi lòng vòng uống cà phê, nói chuyện, nhưng chồng Mai Thiên Vân không hề ghen tuông hay nói gì. Chồng Mai Thiên Vân chính là cánh tay phải của trung tâm Thúy Nha. Làm bao nhiêu chương trình cho chúng tôi nên quá hiểu giới showbiz. Nhưng vua cá coi lại không phải người trong showbiz nên không hiểu được." Nam ca sĩ đình đám cũng nói về chuyện chồng cũ của Hà Thanh Xuân ghen với mình: "Nhiều khi Hà Thanh Xuân đang đi với chồng mà có tôi là không được. Bản thân Hà Thanh Xuân cũng ái ngại dù giữa chúng tôi không có gì. Vì thế nên khi Hà Thanh Xuân lấy vua cá coi, chúng tôi dù thân cũng dần giãn ra. Không gặp gỡ nhau nữa, như có sợi dây vô hình ngăn cản chúng tôi. Sau này, khi đã chính thức chia tay, Hà Thanh Xuân mới tìm gặp tôi để chia sẻ. Hà Thanh Xuân bảo tôi rằng, anh phải thông cảm vì em lúc đó còn bên nhà đẻ rồi nhà chồng nhìn vào. Tôi cũng thông cảm, coi như không có chuyện gì. Tôi không để bụng làm gì." Từ chi tiết này, cư dân mạng lại thêm cớ để bàn tán về nguyên nhân ly hôn của Hà Thanh Xuân, hẳn một phần do tính ghen của doanh nhân thắng Ngô.